Thưa quý vị, các làng nghề truyền thống ở ngoại thành Hà Nội đang phát triển rất mạnh mẽ, góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm và tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân khu vực nông thôn. Tuy nhiên, các làng nghề đã và đang bộc lộ nhiều vấn đề bất cập, trong đó thì có việc tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Và việc sử dụng điện thiếu an toàn đã gây ra nhiều vụ cháy nổ thời gian vừa qua, phá hủy nhiều tài sản của người dân. Do đó vấn đề này càng phải được quan tâm hơn nữa khi mùa nắng nóng đang cận kề. Phản ánh của phóng viên VTC14. Cơ sở sản xuất đồ gỗ này đã xảy ra cháy vào tháng 6 năm 2021. Nguyên nhân được xác định là do đường dây điện không đảm bảo gây chập cháy. Hiện nay, cơ sở đã đi vào hoạt động lại. Dù đã có ý thức sắp xếp hàng hóa gọn gàng hơn, trang bị các bình chữa cháy, bình chứa nước, làm vách ngăn bằng tường, nhưng hệ thống đường dây điện của cơ sở vẫn không đảm bảo, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ. Nguy hiểm nhất thì theo tôi nghĩ, riêng cá nhân tôi thì là cũng là một phần là về điện đóm, cũng chủ yếu là một phần lớn. Còn cái thứ hai nữa là cũng do anh em thợ các thứ là cũng phải làm là phải gọn gàng các thứ và thường xuyên để ý đến cái đường dây dẫn điện của cơ sở thì vẫn chưa được đi trong ống ghen kín, không đảm bảo an toàn phòng cháy cháy. Và đặc biệt nữa là cơ sở cũng trang bị bình chữa cháy nhưng mà vẫn bố trí những nơi khó lấy, đúng không? Không phải là nơi dễ lấy, dễ thấy nữa, mà nơi chúng ta để ngóc ngách sâu, khó lấy, khó tiếp cận. Cơ sở sản xuất đồ gỗ này do Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội quản lý với quy mô gần 3.000 m². Theo đánh giá của lực lượng chức năng, cơ sở đã có nhiều cải thiện trong công tác phòng cháy chữa cháy. Nhiều thiết bị chữa cháy đã được trang bị tại khu vực làm việc. Công nhân hàng năm được đi tập huấn về phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, kiểm tra thực tế tại cơ sở cho thấy lối thoát nạn bị che chắn, cản trở, hệ thống đường dây điện vẫn đấu nối tùy tiện và chưa đi trong ống ren. Đối với hệ thống điện của anh, nếu mà anh để như này thì gây nguy cơ mất an toàn phòng cháy cháy. Đấy, đặc biệt là như các anh nhìn thấy đây, đấu nối giữa chừng này, mà đặc biệt là đối với nguy cơ cháy nổ là trên 60% là nguyên nhân là từ điện mà ra. Yêu cầu các anh là đặc biệt đối với hệ thống dây điện này không đảm bảo thì anh phải cho khắc phục ngay đi trong ống ghen kín. Sau đợt kiểm tra này tôi sẽ xem xét và làm lại hết ạ. Thế là cái tiêu luận chữa cháy nó dỉ hoen rồi thì sẽ thay mới. Và cái dây điện là không đảm bảo chúng tôi thay và đi lại cho cái ống ghen cho đầy đủ. Xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội có 1.272 cơ sở làm nghề gỗ, trong đó có 155 cơ sở do Công an huyện Thạch Thất quản lý. Còn lại là 1.117 cơ sở do Ủy ban Nhân dân xã Hữu Bằng quản lý. Trung bình mỗi năm tại đây xảy ra từ 5 đến 10 sự cố cháy nổ. Có những vụ cháy lan, thiêu rụi nhiều nhà xưởng, gây thiệt hại lớn về tài sản. Dù ý thức của người dân trong phòng cháy chữa cháy đã được nâng lên, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ. Do một xã làng nghề mà sử dụng chủ yếu là các vật dụng rất là dễ cháy. Đấy, thì phần lớn ở đây là do chập cháy, do các bụi sơn và bụi trong quá trình mà sản xuất nó tồn động lâu ngày thì đấy là những nguy cơ mà dễ gây cháy nhất. Tuy nhiên thì trong thời gian vừa rồi thì qua công tác kiểm tra cũng như tuyên truyền thì tôi cũng thấy là cái ý thức của người dân các cơ sở sản xuất là nâng cao rõ rệt. Các cơ sở sản xuất kinh doanh đồ gỗ thì thường là có cái diện tích rất là nhỏ hẹp, trong khi là đòi hỏi một cái hạng mục, các hạng mục dây chuyền công nghệ lại rất lớn. Chính vì vậy cái việc mà bố trí sắp xếp hàng hóa, ngăn chia các khu vực có tính chất nguy hiểm cháy nổ khác nhau là không đảm bảo. Để giảm thiểu nguy cơ về cháy nổ, thời gian qua nhiều tổ đội phòng cháy chữa cháy tại các thôn đã được thành lập, các thiết bị chữa cháy mini cũng được trang bị để có thể đi vào các ngõ nhỏ khi có sự cố cháy phát sinh. Khi xảy ra cháy nổ thì phải kịp thời, thứ nhất là phải hô hoán, báo cho mọi người trong toàn bộ cơ sở được biết, rồi là cắt điện, báo cháy cho lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy và chính quyền địa phương, rồi sử dụng ngay các phương tiện chữa cháy đã có để dập tắt đám cháy trong một cái thời gian, một cái phạm vi nhỏ nhất. Thống kê từ Bộ Công an cho thấy gần 60% các vụ cháy là do sự cố về hệ thống điện. Do đó, bản thân các cơ sở kinh doanh cũng cần nâng cao ý thức hơn nữa để ngăn chặn bà hỏa, nhất là khi mùa nắng nóng đang cận kề.